không có nhiều thời gian đi hấp dầu, mà công việc thì buộc Tâm phải luôn tươi tắn, nhất là tóc Tâm lúc nào cũng phải đẹp. Chỉ một phút với dầu xả xinh xiêu, tóc Tâm óng đẹp, mềm mại y như là hấp dầu. Tâm không phải hấp dầu thường xuyên nữa.